Thành tích của Renault đạt được cùng với Team Pháp là những gì nhỉ? Renault thì cùng với Team Pháp thì thứ nhất là vào được hạng 3 nhỉ? Hạng 3 đấu trường danh vọng này. Và một năm hạng 3 và một năm hạng 5 nhỉ? Hình như đúng 2 mùa thôi đúng không các bạn? Một mùa hạng 3 và một mùa hạng 5 của đấu trường danh vọng. Đấy là thành tích của Team Pháp đạt được tại đấu trường quốc nội. Tại đấu trường quốc tế thì Team Pháp hạng 3 tại vòng tuyển chọn SEA Games, hạng 3 tại vòng tuyển chọn SEA Games, hạng 8, có thể coi là hạng 8 tại một kỳ AIC 2022. Và còn cái gì nữa? Cái năm bị loại khỏi vòng bảng là Renault dẫn dắt chưa nhỉ các bạn nhỉ? Năm bị loại khỏi vòng bảng là Renault dẫn dắt chưa nhỉ? Top 16 ở AIC năm 2021 thì là Renault đã dẫn dắt chưa? Renault đã dẫn dắt chưa? Nếu mà tính là top 3 đấu trường danh vọng này, top 5 đấu trường danh vọng này, top 8 AIC này thì chính xác rồi. Vietnam Esports Insight có bổ sung. Tuy nhiên thì cái thông tin cuối cùng đó là cái năm mà bị loại khỏi vòng bảng thì chưa dẫn dắt đúng không? Như vậy là thế là có 2 mùa thôi à?